xong nhất đầu để trả lời chùa tôi ạ. À, bà ta siêu thế sinh sao sinh khổ vậy? Cú thiên cú từ bao giờ đến tuổi sinh khổ thôi. À, sinh khổ vậy lưu để chờ một bên mông nhau cho hậu thổ u ạ. Hiện nay chẳng cái tin lọ sau u lọ nên cho khám một say bây giờ tình trạng cụ thể ạ. Rất có quý hữu là nó muốn chi ăn thì ạ. Chế không bao giờ chết chịu, chế sử dụng tổ chức, tận chế không bao giờ chết chịu. Oh,